như trắng tay. Những ký ức bỗng thức giấc dây bóng tắt ngay. Vâng. À, mạn nhãn anh Đức ạ. À, có lẽ cả đất nước Việt Nam không có một công trình nào vĩ đại như thế này. Nó mọc lên giữa núi rừng Hưng Hòa, thật là một kiệt tác. Ừ, mời các anh. À, vâng. Anh Đức ạ, à, công trình này hoàn thành thì chắc chắn sẽ đưa được vào kỷ lục Guinness đấy ạ. Cảm ơn các anh các chị quá khen. Mời các anh các chị. Vâng. Báo cáo các anh chị, lãnh đạo địa phương và các anh em nhà báo, công trình resort này là bao nhiêu tâm huyết của anh Quách Đại Đức, Chủ tịch Tập đoàn Quang Linh dành tặng cho đồng bào địa phương để tạo điểm nhấn nhằm phát triển du lịch và kinh tế tại khu vực cực kỳ khó khăn này, tạo công ăn việc làm cho bà con ở vùng địa phương. Quả thật, đây là một doanh nghiệp có tấm lòng vàng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ông Đức này ấy, thì vua biết tên, chúa biết mặt, nhân dân cả nước đều biết anh ấy. Anh là một Bill Gates của Việt Nam đấy. Cảm ơn các anh quá khen. Nhưng thực sự là tôi thấy còn xấu hổ lắm. Đã làm được gì đâu ạ. Chẳng qua là cũng góp một chút nho nhỏ vào cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn. Tôi hy vọng khi công trình này được hoàn thành cùng với một chuỗi các công trình chúng tôi đang đưa vào đầu tư tại đây sẽ một phần tháo gỡ khó khăn với địa phương. Xuất phát từ ý tưởng nào mà anh lại cho xây dựng một công trình trên cả tuyệt vời như thế này ạ? Bởi vì đây là một vùng đất rất giàu tiềm năng du lịch. Cảnh quan thiên nhiên ở đây thì thật là kỳ thú. Nói tóm lại là chúng ta đang ngồi trên một mỏ vàng mà vẫn bị cái nghèo khó nó bao bọc. Bởi vì sao? Bởi vì địa phương chúng ta còn thiếu trầm trọng các cơ sở vật chất, dịch vụ để phục vụ khách đến du lịch và nghỉ dưỡng. Xuất phát từ đó thì chúng tôi đầu tư công trình ở đây. Một phần cũng mong rằng là cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ và xóa đói giảm nghèo cho bà con, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho bà con, nhất là bà con dân tộc vùng thiểu số. Anh kỳ vọng gì từ cái dự án lần này ạ? Trong khi có thể có nhiều cái gói đầu tư khác cho hiệu quả cao hơn. Tôi nghĩ thì đơn giản thế này thôi. Tôi nhớ là có một câu Phật dạy rằng là khi ta tặng hoa thì hương thơm ở tay ta sẽ lưu lại rất lâu. Ở cõi tạm này thời gian thì rất ít, nhưng khi có sức khỏe chúng ta làm thật nhiều việc thiện, việc tốt, được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì khi về với đất rồi thì có ai mang, đấy, có phải không ạ? Anh xem, vừa giàu có, vừa nhân đức, đúng tên như người, Quách Đại Đức. Trên thế gian này được mấy ai như vậy đâu. Khéo khi rửa tiền cũng nên, chứ doanh nghiệp bây giờ người ta bỏ ra một đồng người ta cũng tính toán hết cả. Anh ý, cứ đi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, phải có người này người kia chứ. Thưa ông chủ, em có mặt. Thưa ông chủ, em đã xâm nhập và tìm hiểu rất kỹ. Hắn ta là một đại gia rất là có tiếng. Ngoài ra thì hắn ta còn có một mối quan hệ rất là sâu rộng với các quan chức của tỉnh. Hắn sẵn sàng chia hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ các công trình phúc lợi xã hội của tỉnh mình. Theo suy đoán của em thì rất có thể hắn là sân sau của một quan chức nào đó. Bởi vì gần như tất cả các công trình trọng điểm của tỉnh hắn đều trúng thầu ạ. Tốt thôi, hãy tìm hiểu thật kỹ xem ai đã chống lưng cho hắn. Dạ, em biết. Và cử người giỏi nhất của mình cài vào tập đoàn của hắn, lấy toàn bộ thông tin về đây. Dạ, việc ấy sếp cứ yên tâm ạ. Huy đạt. Thần Toàn thế nào rồi? Dạ, mọi việc vẫn tốt. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Tốt. Rồi, đi lo công việc đi. Dạ, em xin phép ạ.